trong lúc hòa đàm Paris đang diễn ra thì tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Paris lại đánh điện về báo rằng phải cho một đoàn cải lương sang gấp, chứ không thôi sẽ bị thua thiệt nhiều. Do bởi có một đoàn văn công Bắc Việt được đưa sang Paris trình diễn và kiều bào rất hoan nghênh. Do tính cấp bách của tình huống chính trị, chính phủ đã cử đương kim phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và đệ nhị phu nhân Đặng Tuyết Mai dẫn đoàn sang Paris biểu diễn. Trong thời gian thương thảo Hiệp định Paris 1973, đôi nghệ sĩ Nguyễn Thành Châu, Nam Châu và Trương Phụng Hảo, Phùng Há được cử làm trưởng và phó đoàn văn nghệ Việt Nam. Phái đoàn sang Pháp diễn là một lực lượng hồng hậu, gồm có Thanh Nga, Thanh Tú, Thanh Thanh Hoa, Khánh Ly, Phương Đại. Đoàn Thanh Minh Thanh Nga được ông Phạm Duy Lân, Động lý Văn phòng Bộ Thông tin gợi ý xuất ngoại sang Pháp biểu diễn cho Việt Kiều xem nhân dịp Tết năm 1969. Đối với Bộ Thông tin, việc đưa đoàn Thanh Minh Thanh Nga sang Pháp hát là một công tác tranh thủ tình cảm của Việt Kiều ở Pháp khi đang có hội nghị bốn bên ở thủ đô Paris. Do tình hình như thế, nên chính phủ Việt Nam Cộng hòa lúc ấy đã quyết định cho cải lương sang Pháp và đoàn Thanh Minh Thanh Nga được chọn. Thế là nước Pháp được coi như bãi chiến trường của văn nghệ của hai miền Nam Bắc Việt Nam. Đào kép cải lương dù muốn dù không cũng trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Như vậy, hòa đàm Paris ngoài việc trực tiếp ảnh hưởng đến vận mạng đất nước, nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động cải lương. Trong danh sách đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Tây có trên 20 người, tính luôn vừa bầu gánh, vừa đào kép, nhạc sĩ, soạn giả. Cũng cần nói thêm vào thời điểm đó việc xuất ngoại rất khó khăn, nhất là nam giới. Theo danh sách của đoàn Thanh Minh thì người ta thấy Úc Trà Ôn đã ngoài tuổi bị chi phối bởi luật tổng động viên, còn Hữu Phước thì quá hợp lệ quân dịch bởi trên giấy tờ anh là dân Pháp. Lúc ấy nghệ sĩ Nam Châu nói rằng đối với phần đông nghệ sĩ thì gọi là xuất ngoại, nhưng riêng Hữu Phước thì phải nói là về nước mới đúng, chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại. Trước tiên nhà tiền đạo Nguyễn Văn Quận đi trước sang Ba Lê để nghiên cứu về thiên thời, địa lợi. Tất cả 12 giờ đêm hát đều được mua vàng, vé bán tại các tiệm cơm Việt Nam trong khu Cachia Latin ở Paris. Đó là chính thức trên giấy tờ, chớ thời gian còn lại đoàn đi diễn nhiều nơi khác, đúng 2 tháng mới về nước. Riêng con số hơn 20 người được đi thì người nào cũng được đổi một số ngoại tệ với hối suất chính thức, khiến cho đào kép ai nấy mừng vui ra mặt bởi được gấp đôi. Thí dụ hối suất chính thức 35 đồng Việt Nam đổi 1 đô la, còn hối suất tự do thì phải 72 đồng đổi 1 đô la.
Đa số nghệ sĩ xuất ngoại dù được đổi tiền nhưng chẳng mấy người mang đi, bởi sang bên đó tiền lương hát được trả bằng tiền franc của Pháp. Vậy mà khi về nước, vali của người nào cũng nặng trĩu đồ vật, máy móc, mỹ phẩm không phải chịu thuế. Năm 1969, Đoàn Thanh Minh Thanh Nga lưu diễn ở Pháp trong vòng 2 tháng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ làm cố vấn nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ Thanh Nga được khán giả Việt Nam ở Pháp nhiệt liệt khen ngợi qua các tuồng đường Về Vạn Kiếp, Nước Biển Mưa Nguồn, Con Gái Chị Hằng, Nửa Đời Hương Phấn, Tấm Lòng Của Biển, Hoa Mộc Lan, Giấc Mộng Đêm Xuân.